Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu gỗ sồi Nga sơn trắng kiểu dáng cổ điển. Đặc điểm nổi bật của tủ rượu gỗ sồi Nga: kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Đường nét chi tiết được gia công tốt, phần mép cạnh được xử lý và làm tròn, tăng thêm phần sang trọng và ấn tượng cho không gian. Thiết kế chân tủ chắc chắn, dáng chân thấp tròn đậm tính trang trí. Không chỉ giúp trưng rượu đẹp mà còn cả không gian nhà bạn được nhuốm màu hơi thở cổ kính. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.